Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Và hôm nay em sẽ test chiếc ly đàn ông AVC 4310 nha. Dòng âm ly khủng long của hãng đàn ông Made in Japan, đẹp long lanh luôn nha. Hiển dinh thang máy nè, catalog đầy đủ. Rồi cộng DVD, cộng HDMI nha. Cổng TV, cổng quang. Cổng CD, cổng analog. Center surround surround đàn ông AVC 4310 Made in Japan, HDMI in, HDMI out, cộng quang, cộng analog, đẹp long lanh. Test cổng USB luôn. Mát rất là chuẩn nha anh em, đẹp long lanh luôn nha. Thì anh em nào cần thì có thể liên hệ tới số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ vui lòng nhấn nút đăng ký và đọc phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.